Câu chuyện được bắt đầu tại thế giới phép thuật, nơi đang diễn ra trận chiến sống còn để bảo vệ người dân khỏi thế lực tà ác của các thiếu nữ ma pháp, họ rất đẹp và cũng rất mạnh làm tôi thấy ngưỡng mộ. Đó là suy nghĩ của cô nàng ngây thơ trong sáng Hiraji Utena này đây, nhỏ cũng ước được một lần biến thân thành thiếu nữ phép thuật, để thỏa sức tung bay với con người thật của chính mình, đột nhiên từ đâu một linh thú dễ thương màu đen tuyển xuất hiện nói sẽ thực hiện điều ước của Utena. Giới thiệu qua một chút thì con quỷ nhỏ này là Venalita cái tên khá sexy đó chứ. Vào thẳng vấn đề chính luôn, em nó đã chọn Utena là thiếu nữ phép thuật mỗi tội là ở phe ác chứ méo phải phe thiện. Hình thái tối thượng sau khi biến thân của cô nàng ngây thơ trong sáng lại là con quỷ tình dục, hay còn có tên gọi khác là bus Loài này thì được chia thành hai loại, Incubus là giống được chuyên hấp tinh đại pháp cánh mày dâu, còn Utena nhà ta thì là giống cái chính là bus như ta đã thấy. Tội cho con nhỏ đó quá, đang mơ tưởng sẽ được chiến đấu cùng các cô nàng phép thuật thì lại bị biến thành như này. Còn được Venalita cho biết từ giờ mình đã thuộc phe bóng tối chống lại các thiếu nữ phép thuật kia mới ác chứ. Utena tưởng mình đang mơ lập tức bốc hơi về nhà cho tỉnh. Đời thì không như là mơ đã được cái ác chọn rồi thì né làm sao được. Mại cái con tinh linh kia ngày nào cũng đến làm phiền Utena để nhỏ chấp nhận số phận. Nó còn điều tra hết về tính cách, gia đình của nhỏ này nữa khiến bà chỉ biết khóc, chẳng hiểu sao phe ác lại chọn bà này nữa. Vì ngoài đời chỉ là một cô nàng nhút nhát không có điểm gì nổi bật so với hội bạn ngoài cái mặt ngây thơ đã thế lại cực kỳ hâm mộ ba cô gái phép thuật nữa chứ. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Venalita lại chọn mình làm quỷ cái? Ý lộn là nữ phản diện độc ác mới đúng. Tinh linh thì giải thích nếu không có cái ác thì các thiếu nữ phép thuật sẽ không tồn tại. Cũng đúng vì nếu không có họ người dân cũng đâu thể nào biết đến bộ ba Chess Magia kia. Tóm cái váy lại thì Utena sẽ đóng vai ác để cho những idol mình thích có công ăn việc làm. Chỉ như vậy cô ấy cùng những fan hâm mộ của ba cô gái phép thuật mới có thể thấy thần tượng trên mạng xã hội. Tuy được coi là phe ác nhưng Venalita thấy mình méo có ác như mọi người đang nghĩ đâu. Mấy lời đỉnh cao này đã thuyết phục được Utena lập tức biến thân thành bus để dụ bộ ba Chess Magia tới. Utena cũng sợ giải thích mình chỉ bị bắt biến thành như này thôi. Nhưng chúa mới tin được mày lập tức bị ba đứa kia tấn công, Venalita đưa cho cô bạn vũ khí đặc biệt giúp biến đổi mọi thứ bằng cách chạm vào. Utena cũng phải làm theo đánh vào bông hoa giúp nó biến thành quái vật. Bộ ba thiếu nữ quá bất ngờ nên cũng bị tóm gọn khiến Utena cảm thấy rất phân khích. Có lẽ đây mới chính là con người thật của cô ấy và Venalita đã đúng khi chọn bà này làm phản diện đời tiếp theo. boost thường thì sẽ hứng thú với đàn ông nhưng Utena thì khác. Bà hứng thú với những idol mình hâm mộ bấy lâu muốn làm chuyện đồi bại với họ. Ba cái mông tuyệt ca là vời của thiếu nữ cũng được chìa ra trước mặt để Utena quất vào đó một cách hưng phấn. Quỷ tình dục thì lấy khoái cảm làm sức mạnh, vậy nên khi càng phấn khích bởi mấy trò vui này Utena càng mạnh. Những tiếng kêu cực kỳ quyến rũ của ba cô nàng kia vang nên làm nữ phản diện cảm thấy hạnh phúc à hạnh phúc. Kết thúc ngày đầu tiên ra mắt với thế giới Utena trở lại với bản ngã là một kẻ ngây thơ, còn nghĩ là đang mơ thì con quỷ nhỏ xuất hiện gọi dậy chuẩn bị một ngày mới thật vui. Đến trường trong tình trạng buồn thiêu, Utena được một trong ba thiếu nữ phép thuật tên Haruka đến hỏi thăm. Họ học cùng lớp nhưng không hề nhận ra đối phương là kẻ thù. Haruka vẫn còn êm mông sau khi bị hành ngày hôm qua, hai cô nàng phép thuật còn lại cũng vậy và họ đều học chung một lớp. Tóc xanh thì là Sajo còn tóc vàng là Karuko đời thường thì họ chỉ là học sinh nhưng khi có biến một cái là lại đóng vai người hùng giải cứu thế giới ngay sau đó con linh thú mất dạy cũng gọi ứng cử viên của mình đến được biết thì sau khi biến thân utena có thể bay được nên cũng đến địa điểm chỉ định một cách dễ dàng lúc này bộ ba chess magia đã giải quyết xong đám quái venalita tạo ra nhưng đó chỉ là mở đầu cho sự xuất hiện của phản diện chính nhỏ thì vẫn sợ vụ chiến đấu với ba idol mà bị con linh thú ép quá trời về vụ báo cho gia đình nên cũng phải làm theo cô ấy dùng vũ khí biến mấy con ma nơ canh thành quái vật tấn công một cách bất ngờ vẫn là không phản ứng kịp nên đã bị bắt và máu sắc kiêu bút trong người utena lại trỗi dậy khi thấy ba miếng mồi ngon trước mặt giống với lần trước khi cảm thấy thích cô nàng ngây thơ đã đến chơi đùa với ba thiếu nữ khiến họ chảy nước ê e chề tạm thời thì sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ để hạ gục ba đứa này nên cũng rút lui trước đến khi về nhà utena vẫn còn cảm giác thấm khoái khi được chơi đùa với ba người mình thích chuyển cảnh đến vài ngày sau cô nàng đảm đang lại tỏ vẻ mệt mỏi ở trường và được sa đến động viên Cô gái này là một người chăm chỉ thường xuyên đến đền quét dọn thành ra được rất nhiều người yêu quý, tình cơ cô nàng nhà mình cũng đi tới đền cầu cho mình thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Thế nhưng đâu có dễ như vậy khi Venalita đã chuẩn bị một đống đồ chơi cho cô bé, tạp chí người lớn thường sẽ dùng để thu hút được đàn ông, nhưng thứ ma mị này cũng thu hút được Utena luôn. Đọc được một lúc thì máu sắc kiêu bút lại trỗi dậy khiến cô nàng biến hình một cách không kiểm soát, Sajo thì đang quét dọn gần đó thấy tín hiệu của cái ác cũng biến thân đến tấn công. Khổ nỗi lần trước ba chọi một còn bị hành, chưa tính Utena đang trong trạng thái sung mãn thành ra cũng không ăn được, nàng thơ của chúng ta bịt mắt nhỏ kia lại rồi chơi đùa với con mồi một cách từ từ. Sau khi đánh bay được vũ khí của Sajo cô nàng ác quỷ cũng lao vào bóp bưởi con nhà người ta. Nhỏ kia phê quá cũng chẳng thể làm gì kết quả là bị chảy nước đến tận chiều luôn mà. Utena cũng nhận ra đồng đội của cô ấy đang mai phục nên cũng hẹn người ta dịp khác lại vui vẻ như này tiếp. Đối với Sajo thì đây cứ như là lời tỏ tình vậy nên rất bối rối. Hôm sau Venalita yêu cầu cô bạn nghĩ ra nghệ danh để dễ bề hoạt động. Hỏi mình sẽ phải làm việc này đến bao giờ thì biết là đến khi đánh bại được thiếu nữ phép thuật. Hỏi nó muốn thống trị thế giới hay gì thì biết là không phải. Cái ác thì cũng có ác này ác kia. Venalita kể ra việc trước đây mình sống tại thế giới dành riêng cho các linh thú. Đen mỗi cái là nó có màu đen chứ không phải màu hường nên bị các linh thú khác đuổi đi. Đến trái đất rồi mà vẫn bị bọn chúng cho thiếu nữ phép thuật đến truy sát. Utena thì không tin idol của mình sẽ làm mấy chuyện tàn ác như vậy thì nó bảo chắc bọn họ bị đám linh thú kia lửa. Nhầm tưởng những kẻ như họ là cái ác thật sự nên mới tìm cách tiêu diệt, nếu đã vậy Venalita này sẽ chấp nhận trở thành cái ác để cứu đồng loại cùng chính bản thân. Nghe thì cảm động đấy mà mấy lời này toàn do nó chém gió mà thành, ở bên này ba cô nàng phép thuật đang bàn chiến lược đối phó với con quỷ tà đạo lần trước, nhắc đến cô ấy thì Sajo lại suy nghĩ đến mấy lời hẹn đó, chắc là đã yêu thầm người ta mất rồi. Tối đó Karuko đã tự mình đi ra ngoài dụ cái ác ra mặt, đúng như dự đoán Utena đã tới nghe lời Venalita dùng nến để tấn công bà kia thì thuộc dạng pháp sư phòng ngự nên cũng bị con quái bắt dễ như không một lần nữa utena nhìn thấy cặp bưởi hồng đào của người ta mà đến vờn thế nhưng đâu có đơn giản như vậy vì đây chính là kế hoạch của cô bạn kia hóa ra con nhỏ này không chỉ chuyên về phòng ngự thôi đâu mà tấn công cũng rất khủng sau khi biết đối phương dùng đũa phép biến thái để tạo ra quái vật cô ấy cũng phản công lại utena bị đấm xuyên người nhưng không chết vì đó chỉ là phân thân được tạo ra từ nến thôi bị khiêu khích nhỏ cũng đã nghĩ ra nghệ danh cho mình gọi là magia bayer cứ nghĩ sau vụ này con nhỏ sẽ sợ nhưng thấy khuôn mặt hưng phấn khi bị đánh bại này chắc là không rồi. Vài ngày sau Utena đã được linh thú nhỏ đưa tới căn cứ NAC, trụ sở chính của phe ác nằm ở một chiều không gian khác. Nhìn thì cũng ra gì ấy mỗi tội là hơi tẻ nhạt, những thành viên khác thì đang không có ở đây nên bà xin về luôn. Lúc này một thành viên khác xuất hiện chào hỏi cô bạn mới. Venalita đã kể hết cho bọn họ nghe về Utena rồi, giới thiệu qua một chút thì bà này là kiwi cực kỳ bồ láo mới bắt tay một cái mà nó đã tặng lựu đạn cho Utena làm quà rồi, may mà biến thân kịp nên không có chết. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng con nhỏ kia cũng đáng yêu phết, Kiwi thì thiên về tấn công tầm xa có khả năng tạo ra những vũ khí hạng nặng bàn tới. Utena bị hành nhưng không hề nao núng, đợi đối phương mất cảnh giác nhỏ mới ra tay biến đổi quả bóng đèn thành quái vật nhốt con nhỏ mất dậy vào trong. Như đã biết thì xạ thủ chỉ mạnh khi tấn công tầm xa và khi bị bắt lại thì cũng chỉ là phế vật. Máu sắc boost lại nổi lên vì thấy cô bạn này hàng họ cũng rất được thế là cho quái vật giật điện cho bà phê hết cả người cái bộ dạng được bắt nạt mấy cô nàng dễ thương của utena đã tán đổ được kiwi dù bị hành hạ khá lâu nhưng khi được khen là dễ thương kiwi đã có cái nhìn mới về cô bạn này kết quả ngay hôm sau nó đã chạy tới ôm ấp utena một cách thân mật do là muốn được cương chiều như hôm qua nên nhỏ này đã quyết định chuyển luôn tới trường để hai đứa học chung đây cũng là người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt của utena nên rất trân trọng cuối tuần hai đứa đi chơi với nhau còn bị kiwi bắt hẹn hò nữa nhỏ cũng khoái khoái muốn tìm hiểu sâu hơn về Utena cùng cơ thể của cô bạn. Họ cũng đi ăn uống như một cặp đôi đang yêu làm những thứ mà Utena nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được. Đến cuối ngày thấy bổ mua mô hình của Sajo thiếu nữ phép thuật Kiwi cũng ghen. Được biết thì con nhỏ mất dạy này rất ghét cái đám thiếu nữ kia vì toàn chiếm sóng của mình thôi. Ngày đó cô ấy luôn được cộng đồng mạng yêu thích với những tấm hình dễ thương, cho đến khi bộ ba Chess Magia xuất hiện đã khiến lượng người theo dõi giảm đi nên bà mới cay đánh hơi được việc này venalita đã tới gạ kèo gia nhập tổ chức chống phá thiếu nữ phép thuật nói chung thì nó chỉ muốn đánh bại ba đứa kia thôi còn vụ thống trị thế giới thì sao cũng được nhắc đến thiếu nữ phép thuật thì kiwi lại muốn chiến đấu cùng bồ nên đã biến hình luôn cho cả utena đám đông khi thấy phản diện cũng sợ chạy vãi cứt từ đó ba cô nàng phép thuật cũng xuất hiện kiwi thì cực kỳ khó chịu với con nhỏ tóc vàng nên cũng thách thức họ nhỏ chấp nhận cân hai để utena đấu một một với sajo cặp này thì có vẻ cấn cấn chẳng muốn ra tay chút nào sau vụ bị tán đổ lần trước trong khi đó kiwi thẳng tay giã đạn vào kẻ thù nhưng không có tác dụng đúng hơn là bị karuko khắc chế khi lớp phòng ngự của nhỏ này rất trâu đạn bắn mãi mà chẳng ăn thua sajo lúc này đang nghĩ đến cảnh bị tấn công cơ thể mà sao nhãn kết quả đã bị utena chói lại và bịt mắt như mọi lần bị bịt mắt như này đem lại cảm giác khó đoán không biết đối phương sẽ làm gì với mình utena thì cũng nghịch cặp bưởi năm roi một chút thôi vì còn phải đi cứu bồ nữa sau một lúc bắn trong điên loạn mà không có tác dụng gì cô ấy đã kiệt sức cặp đôi kia cũng phản công lại thì bị utena đánh lừa bằng mô hình của sajo Như vậy hai đứa kia đã an toàn biến trở lại bình thường để bộ ba kia không tìm được kiwi được cứu thì rất vui càng đổ cô bạn này hơn đến mức muốn hôn một cái nhiều ngày sau cặp bài trùng này vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau đi hành ba thiếu nữ như mọi lần ít nhất một tuần utena phải được thấy cái cảnh tà đạo của ba cô nàng kia thì mới chịu được đâm ra càng ngày càng nghiện nhưng vẫn có điểm dừng điều này khiến ba nhỏ kia khó hiểu khi lần nào đối phương cũng rút lui mặc dù đang chiếm lợi thế cũng vì việc luôn phải chiến đấu để tìm sự phấn khích mà điểm số học tập của utena đang giảm mạnh bình thường thì nằm ở mức trung bình nhưng dạo này điểm thấp quá sợ mẹ buồn nên phải về nhà học đàng hoàng thế nhưng định mệnh đã không để bà về nhà học khi haruka đã xuất hiện hòng tìm kiếm bài sở chưa kể venalita cũng xuất hiện yêu cầu đánh nhau nữa khiến cô nàng nhà mình khốn đốn bài kiểm tra sắp tới mà điểm thấp thì thôi kiếp này coi như bỏ nó thì cũng hiểu vì thấy trong giờ học bà này toàn đem tạp chí người lớn ra đọc, thôi cứ đánh đại đi rồi tìm cách học sau chứ để cơn ham muốn dục vọng tràn ra thì học sao được. Utena cũng tấn công nhanh gọn bằng kéo cắt đồ của nhỏ kia ra nhiều mảnh rồi ngắm một lúc để còn về học nữa. Thế nhưng khi thấy người ta trong bộ dạng hấp dẫn lúc nãy thì học sao có vào được nên con linh thú lại rủ đi bem nhau. Haruka sau khi về thay đồ thì lại đến một mình thách thức bài sờ nhưng chủ yếu là để tìm hiểu về đối phương. Đám trẻ ở ngoài thì được xem cảnh bổ mắt mà cổ vũ rất nhiệt tình kết quả thì vẫn như mọi khi vì càng phấn khích sức mạnh của Sakyo Boost càng mạnh. Tối đó khi tỉnh lại Haruka giải thích lý do mình muốn đánh lẻ với Baiser, giống như Sajo bà này cũng dần cảm thấy cấn cấn với người ta muốn được tìm hiểu sâu hơn. Vài ngày sau có bài kiểm tra mà đầu của Utena chẳng có gì cả toàn bã đậu với sỏi đá cùng đống suy nghĩ bẩn bựa. Kiwi thì khác tuy chơi bời nhiều nhưng con nhỏ này óc toàn sạn, môn nào cũng giành điểm tuyệt đối đúng là đỉnh cao. Utena đành phải bái nhỏ này làm sư phụ thôi để có thể vượt qua được kỳ thi đến giờ ăn thấy Utena lại đi ăn một mình nhóm ba thiếu nữ cũng gọi lại ăn cùng. Kiwi thì không cho phép thành ra đôi bên cũng cãi nhau y như đang ở trong trận chiến lần trước vậy. Ngoài việc học và bảo vệ người dân ra thì bộ ba Chess Magia còn phải đi làm mẫu ảnh nữa. Điều này là để tuyên truyền cho người dân không sợ hãi trước các thế lực độc ác vì đã có ba cô gái phép thuật bảo vệ rồi. Một kiểu tuyên truyền cũ nhưng lại đem lại hiệu quả cao cùng kinh tế lớn cho họ, giống như phe phản diện bên này cũng có một con linh thú gọi là Vas, sinh vật ban cho các thiếu nữ sức mạnh chống lại cái ác. Mục tiêu của con này là đưa người bạn Venalita trở lại chính đạo đúng là người tốt. Lúc sau trận chiến giữa hai bên đã được diễn ra, ban đầu đôi bên cũng giao chiến bằng mồm nhưng không đủ nên cũng phát động tấn công. Kiwi cùng Utena kết hợp tạo ra lựu đạn bay tránh né lớp kết giới của Karuko mà phát nổ trực diện, tuy nhiên nhỏ đó đâu có vừa đã tính trước rồi nên không có sao cả. Bị khiêu khích tóc vàng rất bực muốn chuyển qua dạng chiến đấu thay vì phòng ngự thì bị vắt cản lại. Thứ nhất sẽ khiến khu này tanh bành, Thứ hai là khi ở dạng chiến đấu năng lượng tiêu hao rất nhanh sợ không hạ được kẻ thù sẽ bị phản ngược mất. Nói thì nói vậy chứ phòng thủ mãi cũng không được nên Karuko đã quyết định khô máu đấm cho hai người kia một nhát đau. Thấy đối phương đã quyết tâm như vậy Utena càng máu chiến hơn đánh nhau với họ tới tận chiều mà vẫn bất phân thắng bại. Tuy vậy nhưng lần này ba nàng thơ không có bị xâm hại cơ thể nên cũng vui coi đây là một bước đệm để sau này có thể giành chiến thắng. Vài ngày sau đã có bất ngờ xảy ra đối với phe ác, Kiwi cùng Utena được gọi đến căn cứ mà không rõ nguyên do đến nơi mới bàng hoàng nhận ra cái con tinh linh mất dạy kia lại dụ rỗ một cô bé tham gia tổ chức em ấy là corisu thành viên mới của bọn họ còn về lý do nhỏ này gia nhập thì khá bất ngờ đấy chuyện là hôm qua venalita đang gọi điện không may đã để nhỏ này phát hiện thấy nó đáng yêu quá nên đã tới ôm và được rủ tham gia tổ chức tà ác luôn theo đánh giá thì cô bé rất khó để giao tiếp và chẳng để lộ chút cảm xúc nào khiến utena khá ưng nói chung gọi đến là để ra mắt thành viên mới đồng thời kiểm tra sức mạnh ảo ma cho corisu Bà chị này thì sợ để em nó chiến đấu với bộ ba ăn hại à nhầm bộ ba Chess Magia sẽ làm nhỏ bị thương. Dù vậy nhưng thấy cô bé không phản ứng Venalita vẫn để bà biến thân. Hình thái tối thượng của em ấy là hầu gái khiến Utena mê mẩn quên luôn con bồ phía sau. Lát sau ba cô gái phép thuật cảm nhận được gì đó nên đã tìm tới. Họ bị một con thú bông nhìn có vẻ biến thái dụ tới ngôi nhà rất lạ. Haruka thì óc lợn chạy vô trước mà chẳng nghe lời khuyên từ Karuko kết quả khiến cả ba bị mắc kẹt. Con gấu lúc nãy cũng đã biến trở thành quái vật to lớn cùng với đó là những món đồ chơi kinh dị khác. Đòn tấn công của họ thì không có tác dụng làm cả ba phải khổ sở tìm chỗ núp. Được một hồi thì tự dưng Haruka bị biến thành đàn ông gọi Sajo là cục cưng khiến bà khó hiểu. Cầu cứu Karuko thì thấy nhỏ này biến luôn thành trẻ con. Kết quả Sajo bị hai đứa bạn quẩy tương bừng cơ thể mà chẳng làm được gì. Tất cả đều là nhờ sức mạnh ngôi nhà búp bê của Korisu. Những kẻ không may bị rơi vào ngôi nhà này đều phải chịu quyền kiểm soát của em ấy tuy khá là op nhưng năng lực này muốn rất nhiều năng lượng nên không giữ được lâu ba thiếu nữ thoát ra được nhớ lại cảnh mình chơi nhau thì hoảng loạn thấy em út dùng năng lực đến mức buồn ngủ utena đành phải cõng về vì thấy nhỏ rất đáng yêu sau vụ ngày hôm nay ba chị em đã thân nhau hơn mặc dù con bé vẫn chưa mở mồm nói câu nào kiwi thì đòi về nhà của nhỏ chơi và cũng được đồng ý chắc là con bé cũng chẳng có bạn về đến nhà thì thấy còn tệ hơn mức không có bạn cơ vì ngày nào mẹ của korisu cũng để tiền cho con gái tự mua đồ ăn chứ không có về vào trong phòng xem thì thấy cô bé có rất nhiều đồ chơi cả đồ cũ lẫn đồ mới khiến hai bà chị khó hiểu kiwi không may làm con gấu cũ nát bị hỏng thì nhỏ cũng không trách mà tự cầm đi dán lại ngoài ra còn phát hiện em ấy có một con gấu bông quý giá tuy là đã cũ nhưng được nhỏ trân trọng nên utena cũng đề nghị giúp sửa lại bản thân hồi bé cũng rất mê bộ môn búp bê nên cũng biết may vá korisu nghe vậy thì cũng tin tưởng giao lại báu vật cho bà chị đêm đó utena ngồi sửa búp bê cho cô em đến tận sáng kết quả khi sửa xong thì cũng bị ốm luôn Ấy vậy mà bà vẫn còn cố lết cái xác đến đưa lại món đồ cho Korisu xong lăn đùng ra đó làm em ấy lo lắng. Ngay lập tức nhỏ biến hình đưa bà chị vào ngôi nhà đồ chơi để chữa trị, bằng cách thần kỳ đó mà Utena đã hồi phục nhanh hơn khiến cả hai vui mừng. Ra ngoài cho Kiwi biết về chuyện này thì nhỏ lại nghĩ ra ý tưởng nhờ em ấy biến Utena thành cục cưng của mình. Cái suy nghĩ xấu xa đó đã bị trả giá khi Korisu nhốt luôn bà vào nhà tù mà cười vui vẻ. Trận chiến giữa hai phe thì vẫn được diễn ra, và phần thắng vẫn thuộc về phía Utena khi toàn chơi đòn hiểm ăn mòn hết quần áo của đối thủ cũng vì lý do thất bại liên tục này mà hai cô bạn đã cãi nhau nên Haruka cũng phải đứng ra can trong nhóm nhỏ không não này thường xuyên giải quyết mâu thuẫn nội bộ cứ như người mẹ vậy được khen tự dưng hôm sau con nhỏ này nổi hứng nấu ăn đem toàn nấm đến cho hai cô bạn ngoài ra còn đề cập đến chuyện lập đội hình tấn công mới cho hiệu quả mỗi tội là não phẳng nên chẳng ra đâu vào đâu cả trong tiết thể dục thấy con mắm Karuko hài quá Kiwi cũng đến trêu tức. Họ sinh ra chắc là để trở thành kẻ thù của nhau rồi nên ngay cả trong cuộc sống bình thường vẫn cứ muốn bem nhau, những lúc như này thì Haruka lại đứng ra hòa giải làm tất cả phải vâng lời. Bà này tuy ngốc nhưng lại tốt bụng không ngờ còn đến chơi với Korisu mỗi khi rảnh nữa, cô em kia cũng rất vui khi có một người bạn như này. Lát sau khi bà chị ra về thì cô em đã nghĩ ra ý tưởng mới để chơi với món đồ được tặng. Haruka cũng cảm nhận được cái ác nên đã trở lại. Lần này trực tiếp Korisu sẽ chơi đùa với bà chị cho búp bê kéo Haruka vào trong ngôi nhà đồ chơi sau đó con quỷ nhỏ đã biến cô ấy thành trẻ con còn bản thân thì biến thành người mẹ. Được chăm sóc như một đứa trẻ Haruka rất hạnh phúc, nhưng đột nhiên hình ảnh về hai người bạn hiện lên giúp bà tỉnh lại. Nhận ra phần dưới đã bị lột sạch Haruka cũng to tiếng với Korisu để đòi lại đồ khiến ẻ buồn. Thấy khuôn mặt đáng thương đó cô nàng này mới nhận ra bản thân đã chơi đùa với em ấy nguyên buổi. Và giờ lại to tiếng với người ta khiến nhỏ buồn bã bỏ đi, bản thân thì quá tốt bụng thành ra vẫn phải diễn trò để cứu vãn tình hình cho Korisu đóng vai người mẹ tiếp ở bên này karuko đang nhớ về hình ảnh ngày trước được haruko chiêu mộ thì thấy cũng vui rồi cũng cảm nhận được gì đó nên cũng chạy tới xem tình hình lúc này cô nàng tốt bụng do uống quá nhiều sữa từ korisu nên cũng buồn vệ sinh mà thấy nhỏ em ân cần như này cũng không thể phá hỏng bầu không khí được thành ra cũng tẻ luôn ra đó giọt nước tràn ly cũng là lúc korisu hài lòng nên đã giải phóng cho bà chị lần sau còn chơi tiếp hai người bạn đến sau thấy cảnh haruka vãi đái ra quần thì nghĩ trận chiến chắc phải khốc liệt lắm hỏi về chuyện gì đã xảy ra thì nhỏ cũng không nói vì cũng thấy hài lòng về chuyện ngày hôm nay. Chuyển cảnh đến một thời gian sau hai phe thỉnh thoảng vẫn đến chào hỏi bằng mấy màn chơi đùa kích thích người xem. Nhất là Sajo khi phải đối mặt với Utena luôn bị thất thế không phát huy được sức mạnh cam chịu để bị chơi đùa. Việc này đúng là bổ mắt thật nhưng nó đem lại cảm giác chán nản cho cô ấy khi đối thủ đã không còn mạnh như trước. Kết thúc trận chiến Karuko cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn. Hồi trước nhỏ quyết liệt hơn như này nhiều luôn là chỗ dựa cho bọn họ, xong giờ biến thành cục tạ luôn rồi bên kia kiwi cũng không thể hài lòng về việc toàn bị karuko khắc chế để giải tỏa nhỏ cũng quyết định cuối tuần sẽ đi du lịch với gia đình khiến utena khá buồn bản thân đang cần giảng bài mà thấy người ta đi chơi cũng không dám nói trở lại nhà sajo lúc này đang cảm thấy tuyệt vọng khi đã đánh mất bản ngã của chính mình từ khi gặp utena vas cũng nhắc lại quá khứ để cô ấy có thể vượt qua được chính mình như hồi đó sajo để cứu một bé gái đã can đảm đương đầu với một con quái mặc dù bản thân rất sợ cũng may Haruka đã tới kịp hạ gục con quái đó rồi mời nhỏ này vào đội luôn vì đã thấy được điểm tốt từ cô ấy. Sau khi để Sajo nhớ lại Vash cũng rời đi để cô ấy suy nghĩ, xong bảo vào tắm rồi tự sướng giống như cách được Utena cương chiều mỗi khi đối mặt thì cũng vui vẻ hơn. Bên này cô nàng nhà mình đang tự hỏi chiến binh mình yêu thích dạo này bị làm sao ấy, không biết bản thân có làm gì quá đáng với nhỏ đó không nữa nên cũng suy tư. Hôm sau để giải tỏa Sajo lại đi dạo thì bắt gặp Utena đang bị bắt nạt, ngay lập tức nhỏ đến dạy cho ba đứa kia cách cư xử rồi được cô bạn cảm ơn rất nhiều. Biết cô ấy đến đây tham gia buổi triển lãm ma pháp thiếu nữ thì Sajo cũng vào xem, trong này có tất cả mọi thứ liên quan đến nhóm họ để các fan chiêm ngưỡng như đi bảo tàng nghệ thuật. Utena thì không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này dùng toàn bộ tiền tiêu vặt mẹ cho để mua mấy món đồ mình thích. Lát sau cả hai cô bạn đều đi xem bộ phim về cô gái phép thuật với hai tâm trạng đối lập. Sajo thì thấy chán quá vì trong phim họ luôn giành chiến thắng con nhỏ kia cứ mê mẩn xem mặc dù đã xem bộ này mấy lần trước đó rồi. Tối đó để vượt lên chính mình Sajo đã hành động riêng lẻ thì cũng gặp được Utena như mong muốn. Sajo cũng dùng kết giới để che giấu sự hiện diện của họ để không ai có thể can thiệp, trận chiến được bắt đầu ngay nhưng cô nàng phép thuật đã không còn bị áp đảo nữa. Utena cũng khen cô bạn hôm nay thật tuyệt khiến nhỏ thấy phấn khích vì thắng mãi cũng chán. Sajo sau đó tung chiêu cuối đóng băng diện rộng nhưng không thể hạ được Utena trong trạng thái sung mãn. Kết quả cũng bị đem ra chơi đùa tiếp làm Sajo bị ảnh hưởng nặng khi lại muốn được làm nô lệ tình yêu cho Utena. Thấy thần tượng lại biến chất quá nhỏ kia cũng cáo cố thông não để Sajo tỉnh ra vì trận chiến của họ vẫn chưa đến hồi kết. Chuyển cảnh tới các thành viên khác của phe ác lúc này đã trở lại sau khi hạ được một nhóm thiếu nữ phép thuật. Được Venalita cho biết về ba thành viên mới thì cũng chê vì thấy họ yếu quá. Vài ngày sau Venalita cũng đưa ba thành viên mới đến giao lưu với các ma đầu khác, còn bên này Sajo cũng nhờ và hai cô bạn rèn luyện cho mình khi gần đây chiến đấu rất tệ cũng kể ra vụ tự mình chiến đấu với mật danh Baiser hôm trước và đã thất bại ê chề. Karuko nghe vậy cũng đồng ý huấn luyện cho người bạn này. Còn ba đứa kia cũng đã gặp được các đàn chị hay được coi là những trụ cột ở tổ chức ác quỷ. Các thành viên bao gồm Loco, Sister, Labor và đại tỷ Enom người được coi là mạnh nhất ở đây. Họ thi chiến đấu ở các thành phố khác nhau với một mục đích duy nhất tiêu diệt các thiếu nữ phép thuật. Điều này dường như đã đi quá giới hạn với ba thành viên mới. Họ cũng bị coi thường khi ở phe ác mà chẳng hề tiêu diệt được một thiếu nữ phép thuật nào. Venalita thì giải thích tổ chức đang cần củng cố sức mạnh nên vẫn để họ thích làm gì thì làm, nhưng Enom thì lại không nghĩ vậy vì xét về sức mạnh cô ta tự tin bốn trụ cột ở đây đã đủ thống trị thế giới rồi. Chính vì vậy chúng muốn tự mình chinh phục thế giới mà không cần đến các chiến binh khác không nghe lời Venalita nữa. Đối với ba thành viên mới cũng bị dọa nếu không nghe lời sẽ bị trừ khử, Utena thì chốt một câu khiến tất cả đứng hình rằng mình không hứng thú với vụ thống trị. Kéo theo đó là hai người còn lại cũng không tham gia vì trung tâm của họ chỉ có mình Utena thôi thấy đối phương có ý định chống đối một trong bốn người kia đã phải ra tay. Sức mạnh của nhỏ này to lớn giống hai quả bom nguyên tử trước ngực vậy. Kurisu mặc dù đã đưa được cô ta vào ngôi nhà đồ chơi để hai bà chị tấn công mà chẳng hề có tác dụng. Không những thế ngôi nhà đồ chơi của ẻm cũng bị phá nát khi sức mạnh của nhỏ kia là hóa hình. Utena với Kiwi bị kẹp chặt bởi hai quả bom không thể thoát ra. Biết thế này tất cả sẽ chết Utena kêu cô bạn đánh bom liều chết mặc kệ bản thân có bị thương. Nhờ vậy mà họ cũng đã thoát được nhưng nhỏ này thì gục ngã vì vụ nổ. Được một lúc tự dưng con nhỏ nổi khùng bùng phát sức mạnh khi lần đầu được chơi đùa với hai trái bưởi to đến vậy, nên nhớ nguồn gốc sức mạnh của bà đến từ dục vọng, Utena đang dần kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể tiến hóa thêm một bậc thể sẽ nghiền nát đám kia. Hôm sau Corisu cũng phải để bà chị trong nhà đồ chơi để tĩnh dưỡng cho mau khỏe lại vì kẻ thù lần này không phải mấy cô nàng thiếu nữ thân thiện kia. Utena sau đó cũng hỏi Venalita đã đoán trước được vụ bốn người kia phản bội rồi đúng không? Chính vì vậy nên mới để họ biến thân trước khi vào căn cứ để tránh bại lộ danh tính ngoài đời nhỏ cảm thấy tức điên khi bị con này lừa về chuyện phe ác luôn tiêu diệt các thiếu nữ phép thuật chuyển cảnh đến buổi huấn luyện tàn khốc của ba cô nàng kia sajo vẫn chưa thể hạ gục được karuko trong dạng chiến đấu ý chí muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì vẫn còn nên sajo vẫn muốn chiến đấu tiếp đến chết thì thôi kiwi ở bên này đang khóc thương cho người bạn phải chịu đau vì mình hôm đó mà utena không lãnh chịu hết sát thương thay thì hôm nay chắc không còn thấy được ánh mặt trời nữa rồi hỏi korisu xem có ý tưởng nào để làm cô bạn vui không thì bất ngờ kẻ địch xuất hiện Loco đã được cử đi tìm nhóm họ và cũng vì muốn trả thù nên Kiwi đã không nghe lời khuyên từ cô em út ra mặt chiến đấu bảo vệ người dân. Con nhỏ này thì dùng âm thanh làm công cụ chiến đấu. Đạn pháo của Kiwi thì chưa đủ mạnh để loại bỏ toàn bộ âm thanh nên cũng phải để Corisu ra mặt hỗ trợ. Hỏi lý do đám này muốn thống trị thế giới thì biết Loco muốn trở thành thần tượng âm nhạc số 1. Hiện tại ngoài kia vẫn còn rất nhiều giọng ca hay nên khi trở thành kẻ thống trị con nhỏ này muốn thế giới chỉ được nghe một mình nó hát thôi. Nghe xong bài hát của nó mà Kiwi muốn xỉu mẹ luôn. Tài năng thì không có bảo sao lại muốn thống trị thế giới để thực hiện mong muốn của bản thân cũng đúng thôi. Loco bị chê hát như vịt kêu thì nổi khủng, âm thanh phát ra là quá lớn khiến Kiwi lo lắng cùng Corisu kết hợp chiêu thức để chạy trốn và cũng thành công. Sau việc này Kiwi cũng phải xin lỗi em út khi không nghe lời, ngoài ra cũng hứa sẽ mua đền mấy con búp bê khác nên nhỏ mới bỏ qua cho. Sự thất bại của Loco cũng dẫn tới việc bị trừng phạt một cách tàn bạo, trận chiến vừa rồi cũng đã được phát xem được cho ba thiếu nữ bên mình chiêm ngưỡng hiện tại sức mạnh của họ không đủ để đối đầu với cái ác nên cũng không rảnh lo chuyện bao đồng hơn nữa tất cả vẫn đang trong buổi huấn luyện sajo hiện tại vẫn chưa có vũ khí chủ đạo mà toàn chiến đấu bằng cách đóng băng nước trong không khí thành kiếm để tấn công nếu có thể tìm ra vũ khí thích hợp cho bản thân đây sẽ là bước tiến mới cho toàn đội đưa tất cả tới chiến thắng vài ngày sau utena đã khỏe hơn rồi được kiwi cho biết về cuộc chiến hôm trước nhắc đến bọn chúng thì sức mạnh sắc boost của nhỏ này lại trỗi dậy vừa hay venalita đã cảm nhận được hai trong số chúng nên cũng rủ nhau đến phục thù Bất ngờ thay khi tới nơi họ lại thấy con nhỏ Loco có rất nhiều fan hâm mộ mặc dù hát như cướp vậy. Kiwi thì không thể đợi tụi nó hát xong đánh bom về phía lê bờ thì mọi người mới hoảng loạn chạy đi. Điều này khiến Utena nhận ra gì đó về sức mạnh của nhỏ kia. Trận chiến ngay lập tức được bắt đầu, đúng như dự đoán Utena đã bị khống chế nên cũng cảnh báo hai đồng đội về khả năng của nhỏ kia. Không những có thể khống chế đối phương cô ta còn tiếp cận Utena một cách đơn giản, được một hồi Kiwi cũng bị dính chiêu lao tới tấn công đồng đội. Vậy ra khả năng của lê bờ là điều khiển bóng mặc dù biết vậy nhưng cách để khắc chế lại thì chưa tìm ra nên cũng bị hành cho như tử đây mới được coi là trận chiến thực sự chứ không như cách họ chiến đấu với bộ ba chess magia kia utena bị thương nặng nhưng cũng đã có kế hoạch chặn đứng đòn tấn công của hai con quỷ cái kia kẻ thù thì phối hợp rất ăn ý kẻ trước người sau tấn công khiến họ không biết thế nào mà lần bị đẩy đến giới hạn nhóm họ cùng nhau lừa đối phương nhập vào kiwi sau đó dùng bom choáng xóa bỏ tầm nhìn của lê bờ nhốt cô lại vào ngôi nhà đồ chơi trong này thì đã được korisu cho thành tối om để cho ả ta tha hồ mà quẩy Loco thì bị đe dọa nếu không cởi hết đồ ra để mình quẩy thì sẽ dẫm bẹp Lê Bờ. Vì thương đồng đội thành ra nó cũng làm theo khiến Loco tức điên vì thấy Utena giống y hệt thủ lĩnh, không chỉ đánh về tâm lý mà Utena còn đánh vào tinh thần của con nhỏ này nữa. Cho Loco biết những fan hâm mộ kia thực ra chỉ bị Lê Bờ khống chế mà thôi chứ chẳng ai muốn nghe cái giọng vịt được đó đâu. Bị đẩy đến tuyệt vọng, Loco vẫn cố hát theo yêu cầu nhưng lại cho ra chất giọng hay hơn khi không mặc gì. Thấy Kiwi với Korisu nhìn mình chăm chú cho cô ta cảm giác thoải mái cứ thế hoàn thành bài hát thật hay. Utena cũng phải khen ngợi thành ra đã thu phục được hai đồng chí này. Lê Bờ cũng hài lòng vì rất thân với Loco mà thấy con nhỏ Loco quy hàng thì cũng phải hàng theo. Họ lộ ra thân phận thực cho ba người còn lại rồi yêu cầu được đổi phe khiến cả đám đứng hình. Thấy đối phương đã như vậy Utena cũng phải đặt cái lịch khác để nói chuyện cho rõ ràng về chuyện họ đổi phe cũng như sau này sẽ làm gì tiếp theo. Lô cô thì nói về chuyện mình không có ưa con nhỏ chúa tể kia vì làm sai toàn bị đánh thôi. Hơn nữa thấy ba người này khen mình hát cũng đã điêu đứng nên mới đưa ra quyết định đó. Còn Lê Bờ thì từ xưa đến nay không có ai chơi chỉ có mỗi bà này là chơi cùng thành ra cũng bị phụ thuộc. Họ cũng khuyên nhóm Utena không nên đối đầu với mụ chúa tể kia. Xét về sức mạnh thì trong đội chỉ có Korisu là bá nhất nhưng vẫn là trẻ con. Utena thì mới kích hoạt được hai sao còn Kiwi khỏi phải bàn khi chẳng kích hoạt được sao nào. Trong khi con nhỏ buổi to lần trước là ba sao còn à chúa tể là bốn sao. Dù chỉ với hai thành viên nhưng đều thuộc vào hàng khủng, thành ra nếu muốn đối đầu tất cả bọn họ phải hợp sức thì may ra mới ăn được. Nghe vậy Utena cũng hỏi câu cuối cùng rằng họ đã tiêu diệt các thiếu nữ phép thuật bao giờ chưa thì biết là nhiều rồi. Nếu đã không cùng đường Hà Tất hai bên phải đi chung nên nhỏ cũng cho đồng đội giam hai con nhỏ này lại. Căn phòng này không chỉ cách âm mà còn không có bóng tối để nhập vào nên có thể coi là vô địch. Hỏi xem cô ấy muốn gì thì biết là muốn trừng phạt thanh tẩy họ sau khi đã đánh bại các thiếu nữ mình thích. Mặt khác, Venalita cũng nhắc nhở Kiwi về năng lực của bản thân đang trở thành gánh nặng, nếu không nhanh hoàn thiện sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chiến và không còn được chơi với Utena nữa. Hai đứa kia ở bên trong mặc dù đều yêu quý đối phương nhưng chẳng hề tỏ ra ngoài. Utena thì nhận ra điều đó muốn họ thật thà với bản thân mình hơn đoàn kết hơn thì sẽ xem xét lại việc lập liên minh. Loco lúc này trách lê bờ toàn lừa mình điều khiển đám đông y như fan hâm mộ thật khiến nhỏ mất mặt. Bà kia thì trách ngược lại nhỏ bạn đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn nên mình mới phải làm vậy không những không nhận được lời cảm ơn mà còn bị mắng khiến nội tâm của nhỏ này tổn thương vì biết ơn lô cô luôn chơi với mình từ bé mà nhỏ này đã tham gia phe tà ác đến tận bây giờ để được ở bên cô bạn vậy mà nó lại đối xử với mình bằng mấy lời kia thấy lê bờ khóc lô cô cũng xin lỗi đến an ủi cô bạn thân được thấy cảnh này con nhỏ kia cũng khoái bắt họ phải hôn nhau để hiểu hơn về đối phương lô cô thì cũng thích nên cũng bảo sẽ hôn để được ra ngoài lê bờ không còn cách nào cũng phải chơi tới cháo lưỡi với cô bạn thân mà sao nó sướng quá Utena thì vẫn chưa đạt được thấm khoái muốn họ tiếp tục vờn nhau thì mới cho ra, vì nụ hôn lúc nãy sướng quá thành ra lần này cũng chơi đấu vật với nhau trên giường. Đến khi Kiwi tới xem thì nước đã tràn bờ đê khiến hai cô nàng kia thở hổn hển, còn Utena thì vui sướng khi đã xem hết được toàn cảnh và chấp nhận lập liên minh với họ. Chuyển cảnh tới căn cứ Tà Ác lúc này đã nhận được tin về hai kẻ phản bội, đúng như dự đoán Enom không lo lắng về việc này vì tự tin bản thân đã có đủ sức mạnh để thống trị thế giới rồi. Bà sơ kia thì cực kỳ tin tưởng chủ nhân nên cũng cho tiến hành cuộc xâm lược ngay hôm sau khi đang ngồi tán phép thì những con quái vật thực sự đã xuất hiện tấn công người dân biết đây là do chúa tể làm ra ba chị em cũng phải biến hình để cứu nguy trong khi đó buổi đặc huấn của ba thiếu nữ phép thuật vẫn chưa kết thúc sajo vẫn chưa tìm được vũ khí cho mình nhưng đã mạnh hơn nhiều có thể đương cự lại đòn tấn công từ hai đồng đội đang tự tin vào bản thân thì karuko tung một đòn cực mạnh khiến con bạn bay về phương trời khác trở lại cuộc chiến chống xâm lược của ba chị em lúc này đã được hai người bạn mới đến giúp đỡ được biết thì đám bầy nhầy này là do ả chúa tể dùng quyền năng của mình tạo ra, giống như khả năng tạo ra quái vật của Utena nhưng cao cấp hơn vì ả có tận 4 sao mà lại. Kiwi thì nghĩ chúng rất yếu nhưng thực chất thì không phải vậy, tuy họ có thể đánh nát chúng nhưng chỉ được một lúc vì sẽ được chúa tể hồi phục lại hết. Đây chỉ là màn dạo đầu nhằm tiêu hao sức mạnh của bọn họ thôi, đám quái lúc này cũng hợp thể thành một bắt sống tất cả. Sister cũng đã đến để dọn xác nhưng không vì thế mà nhóm họ bỏ cuộc. Kiwi đã giải thoát cho tất cả muốn lo liệu bà sơ này còn Utena sẽ đi đánh nhau với chúa tể rừng của hỗn loạn lại. Venalita cũng mở cổng đưa nhỏ tới chiến trường bên kia cùng lời hứa sau khi trở về sẽ đi khách sạn để quẩy với Kiwi. Mặc dù biết sự tranh lệch về sức mạnh của họ là rất lớn nhưng Kiwi vẫn muốn thử. Bà tạo ra một đống pháo kích bắn tới cơ thể khổng lồ của Sister nhưng không hề hấn gì. Cô ta trả đòn bằng một cú ném thôi cũng khiến Kiwi gục ngã rồi. Không những thế còn lấy thịt đè người chê Kiwi quá yếu chẳng có sao nào thì lấy gì đánh bại mình. Nghe vậy nhỏ vẫn cố đứng dậy kích hoạt khả năng thực sự vì đã ở ngoài tầm gây ảnh hưởng tới đồng đội, hóa ra Kiwi cũng đã đạt đến 3 sao rồi chẳng qua là muốn bạn bè không bị thương thôi. Bên kia chiến tuyến Utena đã đến được căn cứ để đối mặt với nguy hiểm thực sự, về nhóm bên kia chắc không cần lo lắng khi Kiwi đang áp đảo đối phương. Được cái bà kia to xác lên chẳng thể tránh né lãnh hết vụ nổ nhỏ tạo ra mà tự hỏi tại sao nó lại che giấu sức mạnh. Câu trả lời đó cũng đã được giải đáp khi Kiwi cũng hộc máu vì vẫn chưa làm chủ được sức mạnh này, tuy vậy nhỏ vẫn tin mình sẽ thắng để còn được đi khách sạn với bồ nữa khiến sister bó tay trở lại cuộc chiến của hai kẻ mạnh tuy là khả năng giống nhau nhưng sự khác biệt được chúa tể tạo ra là quá lớn cô ta rất nhanh đã khống chế được utena và đưa cô nàng này vào giấc ngủ đông trận chiến của kiwi thì cũng đã đến hồi kết à sơ bưởi to không ngờ đối phương vừa mạnh lại vừa thông minh giả vờ bắn hụt để đặt bẫy ngay khi bị kẹt dưới đất thì cô ta đã không thể làm gì được nữa chấp nhận thất bại kiwi còn dùng rất nhiều đạn pháo để đe dọa khiến bà kia sợ quá bất tỉnh luôn mặt trận bên này cũng khá ổn khi corisu đã nhốt được hết đám bầy nhầy vào ngôi nhà đồ chơi tuy nhiên số lượng là quá lớn còn corisu lại đang buồn ngủ vì cạn năng lượng nên đã để chúng thoát ra tất cả đã bị biến trở lại thành người thường may mà lúc này ba cô gái phép thuật của thành phố đã trở lại tất nhiên họ không nhận ra ba đứa này thuộc phe ác nên cũng chuồn đi luôn sajo sau buổi đặc huấn cũng muốn tự mình chiến đấu nên hai người kia cũng ok lần này với quyết tâm của mình cô ấy đã tìm được vũ khí cho bản thân đánh tan đống cước kia thành tuyết Trở lại chỗ Utena đang được hỏi về lý do muốn đứng về phía công lý, cái suy nghĩ đó thật vớ vẩn khi thế giới này đang vận hành theo cách cá lớn nuốt cá bé. Cô ta có sức mạnh và bị ám ảnh bởi sự thống trị thành ra cũng toàn liên thuyên về việc này khiến con nhỏ kia cảm thấy chán vãi. Nghĩ nghĩ một lúc về kẻ trước mặt Utena lại thức tỉnh được sức mạnh mới, trở nên cường đại đến mức chúa tể cũng phải chào thua. Không còn là hai sao nữa mà khi cảm xúc của nhỏ dâng trào nó đã trở thành sáu sao mất rồi, Enom bất lực khi không thể chạm vào đối thủ biến trở thành trẻ con. Utena thì cho biết ai đó ở ngoài kia sau này có thể đánh bại được mình còn lúc này thì không thành ra cũng cho cuộc chiến kết thúc. Bốn đồng đội sau đó cũng chạy tới thấy cảnh chúa tể bị hành như đứa trẻ cũng kinh hãi, hóa ra cô ta không phải là trẻ con mà dưới góc nhìn của Utena à chỉ như một đứa trẻ thôi. Enom sau đó bị tét vào mông để học lại cách cư xử cũng như cho cảm nhận cái cảm giác khi hành hạ người khác là thế nào. Vì đau quá mà nhỏ này cũng đã phải xin lỗi đưa chiến thắng về phía Utena cùng đồng bọn, Enom sau đó cũng bị Venalita giải quyết vì không nghe lời. Con quỷ nhỏ này thực sự rất nham hiểm khi đang thao túng tất cả làm theo ý mình. Một thời gian sau Utena đã trở thành kẻ cai trị nhưng với tiêu chí là bình đẳng chứ không cai trị kiểu đàn áp. Bà đang buồn khi gần đây không gặp được thần tượng, nhắc mới nhớ Loco cũng spoil nhẹ cho thủ lĩnh biết về sức mạnh hiện tại của Sajo khiến nhỏ này phấn khích. Ngay lập tức bà đi tới tìm người ta thì cũng gặp được khiến cảm xúc dâng trào, Sajo không ngờ cô bạn cùng lớp lại mê mẩn mình đến vậy. Ngoài ra Utena đã thấy được sự quyết tâm của cô nàng này nên cũng an tâm đóng vai phản diện để được ở bên nhau nhiều hơn. Đến cuối ngày thấy Sajo mệt mỏi nhỏ mất dạy kia cũng lừa lừa về việc mình biết đấm bóp. Sajo thì cũng tin tưởng giao cơ thể cho bà kết quả là bị Utena chơi cho ra hết nước. May mà vẫn kìm lại được không biến hình thành Boost chứ không là lộ hết. Sau ngày hôm đó thủ lĩnh đã đưa mấy đàn em đi vui chơi thì gặp ngay Haruka nên cũng được tới chào. Khá bất ngờ khi Korisu với cô ấy lại quen nhau. Korisu phấn khích khi được tặng đồ chơi thì đã biến hình luôn tạo ra cuộc hỗn loạn ngay trong thành phố. May mà không để Haruka phát hiện. Nhóm nữ chiến binh cũng có mặt mà Korisu đâu để tâm vẫn đùa nghịch như thường. Còn biến Haruka thành khổng lồ để đánh cho nó cân thì chịu hẳn rồi, chuyển cảnh tới một thời gian sau hai phe lại có dịp hội ngộ tại bãi biển vì đang là kỳ nghỉ hè. Sajo cũng đến tâm sự với cô bạn về việc của ba thiếu nữ pháp thuật khiến Utena tưởng nhỏ này cũng đam mê họ giống mình. Tất cả cùng nhau chơi vui vẻ cho đến khi Kiwi nổi điên về mấy đứa chen hàng nên đã biến thân, ngay lập tức trận chiến giữa hai thế lực được nổ ra. Lần này phe ta có tận 5 người thành ra ba cô nàng phép thuật cũng khổ khi tất cả bị đầy vào hiểm cảnh thì Sajo đã kích hoạt sức mạnh mới đưa trận chiến về thành một đấu một. Utena cũng hài lòng khi thấy phiên bản này của thần tượng rất ngon, tuy đã nghiêm túc nhưng cô ấy hiện tại không còn là đối thủ của Sajo phiên bản hoàn thiện nữa rồi. Mọi đòn tấn công hướng về cô ấy đều bị hóa băng mà tan biến, hy vọng đều được đặt lên vai nhỏ này. Phe bên kia thấy thủ lĩnh thất thế thì cũng đồng lòng tung đòn kết hợp, Sajo dính trưởng phê quá biến nó thành sức mạnh trả lại một đòn kinh khủng hơn. Kết quả là toàn bộ phe ta đã chịu cảnh thất bại, nhưng lại rất vui sướng khi sau này sẽ không còn là những trận đấu tẻ nhạt một màu nữa. Utena cũng xin chào và hẹn gặp lại Sajo hứa lần tới mình sẽ còn mạnh hơn nữa. Tối đó nhóm ác cũng trở lại bãi biển đoàn tụ với nhóm bạn cùng lớp. Tất cả cùng nhau tận hưởng niềm vui trong kỳ nghỉ hè này một cách trọn vẹn và season 1 của bộ anime này đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, đừng quên like cũng như subscribe để ủng hộ chú bé Mờ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những bộ tiếp theo.